là máy Sony TC-K6. Con K6 thì nó hơn con K5 nhưng mà nó dưới đời K7 xíu. Dòng này chơi rất là ngon, tầm giá dưới 3 triệu là chơi quá ngon rồi. Anh em có thể thích Sony thì chọn Sony cao to, hoặc là thích Pioneer thì mấy con tầm giá thì nó cũng vẫn chọn được CT600, CT500, 600. Con này thiết kế rất là ngon, mạch 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 nguồn làm rất là kỹ, đẹp lắm, máy đẹp, thiết kế mình ấn tượng về vấn đề ngoại hình nó đẹp lắm. Thằng này nó thì nó giống như K5 vậy đó, nó luôn luôn có một cái nhược điểm, đó là anh em đi vận chuyển xa thì nó sẽ gãy những cái thanh nhựa này, nó rất là giòn. Khi mình đóng hàng mình sẽ ràng cái dây lại, dây cho nó chắc lại chứ không để mấy thằng chuyển phát nhanh hoặc là nhà xe nó quăng là nó bể liền, nó rất sức nó liền. Phần lớn là như 10 con bị hết 10 nếu mà vận chuyển xa, nên là cẩn thận ở gần chở không cần phải làm gì nữa. Máy thiết kế nguồn tốt, còn cơ thì nó cũng như cơ nó thực kiểu nó giống giống như K5 mà chứ cái gì ha. Chuyện qua nó làm thêm mấy cái phần kéo này, phần kéo cam kéo cho nó chạy lên thôi, chứ tại vì con K5 thì nó phải cứng cơ. Thử nghe nhé, trước tiên nghe thì mình sẽ test cho anh em về cái độ cân bằng kim trước, bởi vì anh em về chơi nhạc mà cứ kêu sao nó không đều thì nhạc thì nó không đều, cái nguồn của nó nhạc nó không đều đâu, không điều kim đâu. Muốn kia điều kim thì phải có một cái băng test để anh em biết được nó điều đến mức nào, chứ còn bây giờ mà nói bảo điều kim là khó ha. Nghe nhạc biểu điều kim là phải chết luôn á. Ok, nó nằm ở khoảng tương đối đấy, nó điều đấy. Chứ giờ giờ nghe nhạc mà nhạc nó quấn loạn sơ ngầu, nguồn nó không đều mà bảo nó máy nó điều kim thì trời xuống mà làm nha. Ok, kim thì đều rồi, nó nghe trước trước 15 cơ, trước 15 thì nó vẫn biết. Ok, đó, tay mình hay test ngay rồi. Trước khi mà làm gì cũng chọn chế độ băng nhé, băng này là băng chrome. Để phân biệt được băng chrome thì chúng ta coi này, đây có một cái lỗ nhỏ nhỏ này, cái lỗ này là lỗ bảo vệ ghi, lỗ này là lỗ bảo vệ ghi không nói, cái lỗ nhỏ kế bên ở trên này nó để hai bay season là băng chrome ha. Này hai bay áp này, hoặc là hai bay season hoặc 70 US EQ là băng chrome, hoặc cho chọn băng chrome này. Cái này cái bài hát này thì lúc ghi thì mới cần, còn lúc bình thường phát thì còn không cần. Một mai qua cơn mê xa cuộc đời bên bông, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn nên đường dài vẫn dài, máy cao to được không? Ok, chơi trước 15 sau 15 diễn hay á. Con này dễ chơi, mặt đã thiết kế ngon, chơi tốt. Đấy, đại băng là ghi sau với trước 15, ai à, mày nghe trước 15 rồi giờ nghe ghi bản sau 15 thế nào nhé. Đây là băng em không có cái lỗi gì hết, băng này là băng Norman thay một nha. Chúng ta chọn băng Norman thôi. À, chọn lên thôi, nhớ chọn chế độ băng như đúng ha. Rồi cái đây là ở đâu normal này, là bình thường hoặc là low bass. Low bass là khi chúng ta ghi thì tiếng nó sẽ sáng hơn,
Normal là tiếng nó bình thường. Cái này là từ Ferris. Nhớ chủ đầu tư và trọc cấp tăng sạch sẽ trước khi ghi hoặc chơi thì bạn nó tiếng nó hay được. Chúng ta cho bảng nữa nhé. Hôm nay làm rồi chỉ còn một nút nhấn thôi này là được. Còn ghi á, là chúng ta vừa nhấn cái này, nhấn thêm cái này. Ok. Nhập ngũ anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông mây, ở đây êm vắng thưa người còn ta với trời. Thời gian vào đêm rừng sao lạnh lên khói sương giăng lối cỏ quen tóc mây thôn mùi cỏ đưa anh thoáng xa gần vùng trần gian với những ưu tư có mây đan dấu chân tròn đường im bước mòn sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương anh. Ok, nghiên khúc mà thôi, biết thôi, biết là cái âm nó ghi anh thôi. hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ Đấy, bông mây cái bàn nó vừa ghi xong á, ghi rất là tốt nha. ở đây em vắng thưa người còn ta với trời. Thời gian vào đêm rừng sao lạnh lên khói sương giăng lối cỏ quen tóc mây thôn mùi cỏ đưa anh thoáng xa gần vùng trần gian với những ưu tư có mây đan dấu chân tròn đường im bước mòn sợ khi người đi để thương để nhớ tiếng yêu đương anh. Ok, ghi tốt rồi, tua đuôi nè, tua tới nè, con này thì ngon, dòng CT5, CT6, CT7 thì ngon, chơi ngon rồi. Xin cảm ơn nhé. Nhớ đặc biệt là chọn chế độ bao nhiêu đúng à, chọn sai thôi chứ biểu ghi không cho nó không hay, thấy đẹp.